Anh em nhé, sắp được nhiều lắm rồi, tôi sắp nghỉ rồi nên tôi quay lốt cái khúc cuối đây, tôi quay khoảng tầm 10 phút nữa rồi tôi nghỉ. Mồi thì vẫn còn nhưng mà cá nhiều lắm rồi anh em ạ. Anh em nhá, đấy, anh em cứ nhìn phao nó ăn. Anh em thấy thả một cái ăn luôn không? Hai con cá vừa lấy giấy khai sinh nhau, đùa buồn. Này tôi câu một tí nữa thôi rồi tôi nghỉ, bởi vì thực sự là cá nhiều lắm rồi. Mồi về thì vẫn còn đây, không biết làm gì mấy cái này. Tí về thì tôi ném nốt xuống hồ. Đấy, anh em nhìn nhá, thụt luôn này. Úi giời, thế mà không được. Chết rồi. Chết rồi. Cá nó vào rất chi là nhiều anh em ạ. Tưởng tượng ở dưới nó đang đi họp. Mồi to cho nên lên. Ba cục.
thấy mà. Anh em nhá, thôi tôi quay giật nốt một con này này, xong là tôi dừng quay. Đây anh em. Đây cái thùng sơn đấy nhá. Ok, tôi quay nốt con này thôi. Đây, tôi không quay nữa bởi vì quay đi quay lại thì nó cũng chỉ có thế thôi mà anh em. Cá thì ăn rất chi là nhiều. Rất. Đây con cuối cùng này, con cuối cùng bé anh em. Hết mồi rồi. Đây còn hai cục này. Tôi về to cho nó hết mồi đi này anh em. Nốt chỗ này là hết mồi này. Để cho thành hai cục. Hết mồi rồi. Đây. Ôi, nãy bị tạm dừng rồi sao ấy? À, mày nhắn tin thì nó không bị thấp xuống. Ở đây thì câu cái này, ở đây nữa. Không, nơi kia. Đây nào? Nơi kia. Ở đây, câu ở đây, món khô. Đợi khi mình nghe câu. Đợi khi mình nghe câu. Đẩy nó ra ngoài một tí. Nhưng cần lên được. Nói thố. Phải đúng không? Đấy được rồi, ra đi. Em biết hai con. Mắt của mặt thì giờ hết mồi rồi, thế này còn nốt mồi. Được. Hết rồi. To quá, chia thành hai. Cao thế làm sao mày ấy được? Được rồi. Tắt điện rồi. Ở dưới, ở trong này không? Đây, chỗ này. Rất. Rồi cho mình rớt. Thả ra đây. Cho xích ra ngoài một tí. Hết mùi chưa? Chưa, còn mùi. Mà xa quá rồi. Con bé tí. Ơ, trời ơi, bắt nó đi. Con này mà nó không ăn làm gì không biết. Cả mươi tệ. Nhỏ. Đúng rồi. Ừ. Má chúng mình trẻ lắm nhỉ? Nó có gì? Có đấy. Xỏ nốt cục mồi nữa. Này, hết. Còn câu hoàng để cho hết mồi đi.
Nó ăn mấy mùi này. Thế nhá. Ừ, chỗ đây. Ừ, nó bị gấp. À, bây giờ thì cũng khá muộn rồi, bây giờ 10 giờ tối rồi. Bây giờ 10 giờ tối rồi. Rồi câu 2 tiếng đồng hồ này, khá nhiều cá này. Anh em giật nốt mồi này thì tôi sẽ nghỉ. Ui, tống hết mồi rồi. Rồi nha anh em nha. Đây. Sản phẩm này. Ok, rất chỉ là nhiều đây anh em nhìn thấy thôi, nhưng mà đây là cái thùng sơn. Rất chỉ là nhiều đấy. Cầm cầm cầm. Rồi, ok anh em. Rồi xin phép tôi ngừng quay nha. Đi về.